Nếu mà có anh nào mà thương em thật sự thì sẽ đến với em và cũng như là yêu thương em thật lòng. Lấy người lớn tuổi hơn em, nhỏ tuổi em không lấy. Từ 45 trở lên đến 65. Em thì em thích những người lớn tuổi hơn, chững chạc hơn. Kiểu mà hết lòng với mình, người đó phải chung thủy với mình, phải sống với mình cuối đời. Chứ em không có tìm những người mà sống với em vài năm đâu. Em hiện tại là em chỉ làm đầu tháo hụi, rồi với buôn bán lặt vặt vậy thôi. Người đó chỉ cần thương yêu mình, lo cuộc sống cho mình, đối nhân xử thế, thương yêu con mình, kiểu mà có một mái ấm gia đình với bao người khác vậy. Bữa nay em đến chương trình hôm nay của anh Hữu Cảnh, em chỉ mong là tìm được một người để yêu thương em thật sự. Nói chung em không cần giàu có gì cả hay là đại gia gì hết, tại vì đôi khi người ta nói nhưng mà em cũng thật sự em cũng không tin ai hết, nhưng mà em chỉ cần mong cuộc sống người đó đơn giản, thực hành em mới tin. Chứ còn ngoài ra đôi khi là nói đại gia như thế nào em cũng không cần. Điểm yếu hay hờn dỗi với lại là hay khóc buồn giận gì, nói chung là chồng con hay là gì ai làm gì cũng tủi thân rồi khóc. Cảnh mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh có tới nhà của chị Cao, và chị Cao có nhờ Hữu Cảnh tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để nghe chị Cao tâm sự ha. Dạ em chào chị ha. Em chào anh. Dạ trước tiên là chị thiêu giới thiệu về bản thân của chị ha. Năm nay chị được bao nhiêu tuổi và mình đang hiện sinh sống ở đâu hả chị? Em sinh 1983, em sống Bạc Liêu, xã Long Điền Tây, Ở đây là huyện gì chị? huyện Đông Hải. Huyện Đông Hải. Dạ Còn Gành Hào là sao? dạ gần Gành Hào, Gành Hào à, đó thị xã hay sao chị? ở dưới huyện huyện gần ở dưới gần cái huyện Đông Hải. Gành Hào là gần huyện Đông Hải. Dạ. Dạ Thì hôm nay chị đến với chương trình để tìm một nửa mảnh ghép yêu thương đúng không chị? dạ Rồi tình trạng hôn nhân của mình sao chị? em chồng mất anh, mất cũng lâu rồi, À, được mấy năm rồi chị? tính cả 7 năm rồi. 7 năm. À, trong 7 năm nay mình có quen anh nào nữa không hay mình ở vậy? Em cũng có quen mà chia tay lâu rồi. Chị thật. Dạ Chị bữa nãy giới thiệu với em mà mình là dân tộc gì chị? em Lai Tàu, Việt Lai Tàu. Dạ. Chị là người Việt gốc Hoa. Chị biết hát nhạc Hoa không? Biết nói tiếng Hoa không? Biết nói chút ít. Thôi chị nói về chị chào khán giả cho em vài tiếng ha. Nị hào. Nói chung là em nói người đối thoại với em được, còn tự nhiên em nói một mình em không nói không được. À, Dạ mà chị từng có đi qua bên Trung Quốc chưa mà chị biết tiếng Hoa? em đi Malaysia với Đài Loan em lao động. Hợp tác ha. Dạ Rồi sao mình mặn bển thống được xong mình về chị? em đi qua bên đó thì em làm hết hợp đồng em về, Dạ. rồi xong rồi em không có qua nữa. Rồi, Dạ thôi mình tiếp tục về câu chuyện kết nối yêu thương. dạ Chị sống trong xã được mấy người con chị? em được 2 đứa con, đứa gái đứa trai anh. Bây Có giờ gia em đình hết rồi. có gia đình hết rồi. Dạ giờ em sống với thằng trai út. Rồi năm nay 41 tuổi mà đã có cháu nội cháu ngoại đầy đủ hả chị? Dạ có hết, cái nội cho ngoại đầy đủ. Hồi đó mình có chồng năm bao nhiêu tuổi mà có Em con có sớm? chồng năm 17. Mấy tuổi? Dạ Yêu sớm ha. cũng nói chung là cũng hơi éo le tí lấy đại chứ không có yêu. Ừ, thường thường mà em thấy người ta đến chương trình đó người ta Dạ hay ăn mặc kiểu mà cho tiền nó đem vô cũng như là quần này áo kia áo dài chẳng hạn á, mà em thấy chị một cách rất là bình dân mà. tại vì nói chung là sở thích của em là chỉ đơn giản, em không thích kiểu như người khác, Đơn giản ha, mình không đến thích là để xe xua, cũng thích xe xua nhưng mà tùy theo đi đám đi tiệc hay này nọ. dạ. Còn ai nói chung là đến nhà hay là ấy, em cũng đơn giản như vậy. Rồi, trước khi Dạ mình đến chương trình á, mình có thông qua ý kiến của con mình chưa? dạ nói chung là con em thì nói chung là nó ủng hộ em thôi, nó không có ý kiến gì. Rồi, vậy quá Dạ ok con em nó ủng hộ em. ha. Mình có để ý anh nào trên kênh chưa chị? Nói chung là em cũng thấy cũng hơi nhiều nhưng mà em nói chung là em nghĩ là không chọn được ai, nhưng mà em nghĩ là nếu mà có anh nào mà thương em thật sự thì sẽ đến với em và cũng như là yêu thương em thật lòng. Dạ Em thì vậy tìm một nửa mảnh ghép của em là người chân thật,
Dạ cuối đời chứ em không tìm một người mà để vài tháng hay vài năm. Như vậy Vì hôm em nay không cần. chị đến với chương trình nào chỉ mong sao bày tỏ bản thân thôi ha. Dạ. Rồi chị cho em biết là chiều cao và cân nặng của mình được nhiêu chị? Của em nặng 60 cân, cao 1m56. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Nói chung em thì điểm yếu hay hờn dỗi với lại là hay khóc buồn giận gì, nói chung là chồng con hay là gì ai làm gì cũng tủi thân rồi khóc. Còn điểm mạnh thì cũng gọi là chưa thấy cái gì gọi mạnh mẽ, Chưa gì mạnh hết. nhưng đó giờ chưa thấy gì mạnh hết. Với lại là chỉ thấy là những cái gì mà chồng con hay là anh chị em cha mẹ gì làm gì chỉ buồn chỉ khóc mình hay tủi thân. Thì mình chỉ có điểm yếu thôi, không có điểm mạnh Ừ. ha. Không, đó giờ chưa thấy cái điểm mạnh là gì luôn. Thì hôm nay nè, chị đến với chương trình để mình bày tỏ bản thân. Thì nhu cầu của chị muốn anh đó độ tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu đó chị? Em là chỉ là lấy người lớn tuổi hơn em, nhỏ tuổi em lấy là từ 45 trở lên đến 65. Và 65 trở về. còn mà bằng tuổi mình cũng không được hả chị? Nói chung mà đôi khi bằng tuổi mình cũng được mà em sợ đôi khi người ta không chững chạc gì mấy, với lại là kiểu như cũng bay bốn quá. Em thì em thích những người lớn tuổi hơn, chững chạc hơn. Với lại là em cần những người mà chân thật, với lại là kiểu mà hết lòng với mình, người đó phải chung thủy với mình, phải sống với mình cuối đời, chứ em không có tìm những người mà sống với em vài năm đâu. Mình có nhu cầu anh đó phải có kinh tế nè hay là công việc gì không? Trong cuộc sống thì em thì cũng lớn tuổi, với lại là em cần những người lớn tuổi như vậy thì em cũng cần một người là để cuộc sống ổn định. Nên cuộc sống mà để đừng hai đứa mà đừng đi làm mướn làm thuê là được. Với đủ ăn đủ xài hay là cuộc sống người đó là như thế nào em không quan tâm, mà chỉ cần là người đó là cuộc sống ổn định là được. À, hiện tại giờ công việc của chị đó, chị nói chị mà ngày gì? Em hiện tại là em chỉ làm đầu tháo hụi rồi với buôn bán lặt vặt vậy thôi. Mình thấy chị ở đây là chạy tôm giống phải không? Dạ ngày trước em nghỉ lâu rồi. À, nghỉ rồi ha, thấy cái bảng chạy tôm giống nè. Dạ Còn mình chị mình có kỹ người dùng miền không chị? dạ không, Không ha, dạ miền nào cũng được. miền Nam là miền Bắc, miền Trung, miền gì cũng được ha, quan Dạ trọng là hợp với nhưng nhau. hợp với nhau là được. Người đó chỉ cần thương yêu mình, lo cuộc sống cho mình, với lại là biết đối nhân xử thế, với thương yêu con mình, vậy là được. Bây giờ chị không có con nhỏ vướng bận, nếu mà chị về đến với anh đó mà anh đó có con nhỏ thì sao, chị chấp nhận không? Nói chung tầm tuổi đó không lẽ còn con nhỏ, em nghĩ là chắc không ai còn con nhỏ đâu. Có thể là mười mấy tuổi không chừng. Không, cái mười mấy tuổi chuyện bình thường. Nói em bình thường chuyện bình thường, mười mấy tuổi là bình thường. Nói chung em không quan trọng về con cái phân biệt, em không quan trọng điều đó. Rồi mình đến với anh đó, giả thể anh muốn về bên chị hay là chị muốn là cho chị về bên người ta? Nói chung là em thì giờ em chỉ muốn là kiểu mà sống gần gần từ thành phố trở về để tới lui với con cái, và giả sử ảnh thì cũng con cái ở trển thì cũng tới lui vậy đó. Kiểu mà hai bên có con thì cũng gần tới lui, rồi hai người thì ở sao mà tới lui con cái gần là được, kiểu mà đừng Vậy có vậy xa sao chị quá. nói với em mà chị không có kỹ người dùng miền, giả tỷ miền Bắc sao? Miền Bắc thì nếu mà người nào thương mình thì có thể đi vô Sài Gòn hay ở đâu lập nghiệp cũng được. Nếu mà từ ở ngoài miền Bắc mà ta vô tới Sài Gòn á, Nếu mà từ quận lát tới Sài Gòn em cũng chịu, nhưng mà với điều kiện nếu mà em lấy người miền Bắc, giả sử lấy người miền Bắc thì em về ngoại sống, nhưng mà để khi nào em lo cho con em rồi em mới đi được, nếu người đó đồng ý. Ta đồng ý nếu mà thương yêu em thì đợi cho em khi nào em đợi lo cho con em xong rồi em mới đi ra ngoài với người đó được, còn nếu thương yêu em thì cho em đi tới lui với con em để em lo cho nó. đó đương nhiên là người ta mà Dạ yêu thương mình tại người vì ta nói chung là con em đó kiểu như là em với ba nó là chia tay hồi nó còn bé, rồi mà sau này ba nó mới mất, cũng như là tình cha của nó cũng không có đó, kiểu như vậy đó, nên này muốn bù đắp cho nó, phải lo cho con mình nếu mà khi mình đã lấy chồng.
lo cho con mình xong hết mình mới lấy chồng được. Còn nếu bây giờ lấy chồng thì mình phải, với điều kiện chồng phải cho em tới lui, lo lắng cho con cái cho nó xong hết rồi em mới kiểu yên tâm mà mình đi về bên chồng mình sống, kiểu mà cuộc sống với gia đình của mình kiểu mà có một mái ấm gia đình như bao người khác vậy. Bữa nay em đến chương trình hôm nay của anh Hữu Cảnh, em chỉ mong là tìm được một người để yêu thương em thật sự, để sau này cuộc sống của em ổn định hơn. Nghĩ lại là em hy vọng người đó là, nói chung em không cần giàu có gì cả hay là đại gia gì hết, tại vì đôi khi á người ta nói nhưng mà em cũng thật sự em cũng không tin ai hết, nhưng mà em chỉ cần mong á cuộc sống người đó đơn giản, chỉ đủ ăn đủ xài hai cục cũng được, với lại là người đó là thực hành em mới tin, chứ còn ngoài ra đôi khi là nói đại gia như thế nào em cũng không cần, em chỉ cần cuộc sống người đó đơn giản thôi nhưng mà phải thực hành thì em mới tin thôi. Em chỉ cần người đó là sống với em cả đời chứ em không cần những người đó mà nói bằng miệng đại gia hay là giàu có, em cũng không cần người đó, em chỉ cần cuộc sống đơn giản như vậy, nhưng người đó phải thực hành, phải yêu thương em và con em. Dạ thì giờ gì đi con, chuyện hôm nay cũng đã có vợ có chồng hết à. Dạ Ừ, nếu mà từ mà nói về thương mẹ với con chuyện này nó quá dễ hả chị. dạ Rồi thì nếu mà anh nào đó muốn về sống chung với chị được không, nhà chị thấy cũng bự nè. nói chung là em thì có mua cái nền nhà đằng kia, nhưng mà cái nền này là em mướn, cái nền em mướn cái nền là cái nền em là ở đằng đẵng á, Mình nói chung có em có nền. mà chưa có nhà Dạ đúng rồi, ha, còn em cái chỉ này có nền, là cái này em mướn cái nền em dựng lên thôi, mấy năm rồi, cũng lâu rồi đó anh. Dạ lâu lắm luôn rồi, một tháng nhiêu cái này, một tháng 1 triệu, 1 năm 12 triệu, sao mình về không về dựng cái nền mình đẳng mình tại ở. vì ngày xưa ở đẳng em chưa có được tuổi cắt á, rồi không có ấy, rồi nên em mướn em làm ở tạm. Ok thôi bây giờ em sẽ xin tóm tắt câu chuyện rồi hả chị. Chị Cao năm nay sinh năm 1983, năm nay 41 tuổi, thì ông xã chết hôm nay cũng đã 7-8 năm đúng không? Thì suốt 7-8 năm nay chị Cao chưa có tìm được người nào thích hợp. Hôm nay đến với chương trình của Hữu Cảnh, mong sao tìm được anh nào đó sống phải đàng hoàng, yêu thương chị, giàu có đại gia chứ không cần biết đâu, quan trọng đủ ăn đủ mặc là được rồi hả chị. Dạ rồi, những gì nãy giờ chị nói có đúng là sự thật không không chị? Dạ đúng. Rồi chị có cho phép em sử dụng hình ảnh của chị để đăng mạng xã hội không? Dạ. Thì chị biết ha, video này em đăng đi, không giờ em gỡ xuống nữa hả chị. Dạ em đồng ý. Dạ rồi, gần kết thúc chương trình chị gỡ mà chúc cho mấy anh đi. Em cũng chúc cho mấy anh của anh Hữu Cảnh và chúc cho mấy anh để làm YouTube nhiều hơn, với lại là em hy vọng những người nào mà anh Hữu Cảnh giúp đó, những người đó được may mắn nhiều hơn. Sau này hy vọng mấy anh là đừng có để mà tụi em khổ là được. Em chỉ hy vọng là anh Hữu Cảnh làm nhiều YouTube hơn. Rồi, ok chị. Rồi, vậy thôi. Cảnh cũng xin chúc cho cô chú và anh chị trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và em cũng xin chúc cho chị sớm tìm được ý chung nhân của mình hả chị? Dạ. Dạ, rồi chị em mình tạm biệt nhau ha. Dạ em Rồi, tạm biệt anh chào nha. chị. Dạ.